Ca sĩ Trixie Phương Trinh tổ chức lễ cưới cho con gái Phi Nhung. Wendy Phạm, con gái ca sĩ Phi Nhung, tổ chức đám cưới ngày 11 tháng 11 tại Mỹ. Trixie Phương Trinh tâm sự cô xót xa khi Phi Nhung không thể chứng kiến ngày hạnh phúc của con gái. Trixie Phương Trinh chia sẻ loạt ảnh trong ngày cưới của Wendy Phạm kèm những dòng tâm sự. Theo Trixie Phương Trinh, Phi Nhung từng ao ước tổ chức cho con gái một đám cưới long trọng và hoành tráng. Đáng tiếc, trong ngày vui của con, nữ ca sĩ không thể góp mặt. Đằng sau những nụ cười rạng rỡ của người thân và quan khách đến dự đám cưới là sự thương xót bùi ngùi cho hoàn cảnh của cháu Wendy. Càng nhìn Wendy càng nhớ đến Phi Nhung vì khi Wendy trang điểm lên nhìn rất giống mẹ. Chưa bao giờ đi dự một đám cưới mà trong lòng cảm thấy đau lòng đến như vậy, Trixie Phương Trinh tâm sự. Theo lời kể của Trixie Phương Trinh, đám cưới được tổ chức ấm cúng và sang trọng, cô dâu Wendy lộng lẫy. Những gì cô dâu mới phải có, Wendy cũng có. Bà ngoại, các dì, các cậu và anh chị em có mặt đầy đủ. Mẹ nuôi của Wendy, chị của mình và bà ngoại thay thế Phi Nhung tặng nữ trang cho cô dâu để bên nhà trai thấy được rằng Wendy vẫn có một gia đình yêu thương cháu hết mực, cô nói. Chị dì Phương Trinh cho biết suốt thời gian diễn ra lễ cưới, cô chỉ ngồi một chỗ và nhìn Wendy. Trong khi mọi người lần lượt lên chúc phúc cho đôi trẻ, cô thì không thể nói thành lời. Lý do tôi không dám phát biểu hay muốn nói gì cả là tôi không muốn rơi nước mắt trong ngày vui của cháu. Tôi biết chắc chắn rằng nếu có vài lời cho cháu, mình sẽ không thể nào kìm lại nước mắt và sẽ làm cho Wendy khóc theo. Có vài lần nhìn thấy mắt Wendy ngấn lệ sắp khóc, nhưng vì xung quanh ai cũng tươi cười nên Wendy đã kiềm lại được. Tôi hiểu được tâm trạng của cháu nên phải mạnh mẽ để Wendy mạnh mẽ theo, cô chia sẻ. Theo ca sĩ Trixie, tuổi thơ của Wendy là chuỗi ngày vắng mẹ khi Phi Nhung ở Việt Nam đi hát và lo cho các con nuôi. Khi nữ ca sĩ hứa về Mỹ để bù đắp cho con gái ruột thì không thể thành hiện thực. Trixie Phương Trinh và Phi Nhung có mối quan hệ thân tình, gắn bó. Cả hai xem nhau như chị em ruột. Trixie từng chia sẻ, chúng tôi là gia đình, bao nhiêu năm qua chúng tôi vẫn thế. Vẫn lặng lẽ xem nhau như ruột thịt, chỉ cần em biết, chỉ cần chị biết, chỉ cần gia đình chúng ta biết chứ không cần cả thế giới biết. Trong khi đó, Phi Nhung từng bật khóc khi dựa vai Trixie Phương Trinh nhắc đến tình cảm và ân nghĩa mà đàn chị dành cho mình. Phi Nhung từng nói Trixie là người đã dẫn đường chỉ lối cho cô vào nghề. Việc Phi Nhung luôn nỗ lực làm thiện nguyện cũng là cách để cô trả ơn Trixie Phương Trinh. Đáp lại, Trixie Phương Trinh cho biết cô không cần Phi Nhung phải nhắc đến tên mình trên mặt báo hay mỗi lần gặp phải cảm ơn. Tất cả hoạt động thiện nguyện Phi Nhung đã làm là quá đủ với cô rồi.